vô lại giùm em nha. Xả bách lóc, xả tới bến luôn. Quại cứ bay đi. Rồi mấy bà muốn lên cái gì like cái gì nói em mang đồ ra em xem rẻ mấy chị. Bây giờ em chả biết mọi người muốn lên cái gì luôn mà sale cho mọi người luôn đấy. Mọi người muốn lên cái gì mọi người comment đi em săn rồi xếp lại tặng luôn. Cái này nãy 2-3 bạn hỏi luôn rồi xe bài giúp em đi này mọi người. Ráng xe bài cho nó có tương tác mấy chị ơi. Không xe bài nó không có tương tác đâu mọi người. Nhá, xe bài đi mọi người, rồi set này tặng luôn. Set này ông bữa là 100.000 á, tặng luôn cho mọi người 65.000 luôn. Set này để bán tặng đi mọi người nhá. Nè, bạn nào lấy set ngố cao cấp thì ghi giùm em. Xe bài giúp bầu đi mọi người ơi, ráng xăng giùm em cái đi, xe giùm em cái đi. Nè, ngố này là ngố xịn nhá, rồi 65.000. Em xả vài chục nghìn cho mấy chị lựa luôn đi. Bên em là không gọi điện trước đơn nha, tại vì bây giờ nhân viên đang bị Covid đó mọi người, nên là không ai có ai làm luôn á. Nên mọi người ráng giùm em là đơn em đóng hàng cho đi hết nha. Rồi tặng luôn 65.000 xe bài giúp em đi này mọi người ơi. Xe bài giúp em đi. Mình ráng mình tương tác giùm em một tí xíu, mình chọn đơn để cho em đi hàng. Tại vì nhiều khi em like có like là em đi á. Tại vì thứ nhất là không có nhân viên, cái thứ hai nữa là thứ hai đầu tuần em không có like nha mọi người, nên là ráng like bữa nay rồi là rồi đi đơn cho em nhá. Tại vì thứ hai đầu tuần em ít khi em like lắm. Rồi comment giúp em nhá. 65.000 kèm màu luôn, quần bon ít xịn nha mọi người. Xét này bữa bạn nào mua 100.000 rồi là biết này, chắc rất là xịn luôn. Ví dụ em đầu mua 65 nên là ráng tương tác giùm em, mình chọn thêm mẫu rồi mình đi, chứ đơn bao nhiêu tiền em cũng đi hết á. Trừ mà đơn 40-50.000, 50-60.000 thì em không đi thôi, còn đơn 80.000 em phải đi đơn rồi nha. Rồi comment giúp em nên là ráng tương tác cho em một tí xíu cho nó lên cái tương tác rồi cái view cho nó dễ like mọi người. 30-40 người cứ ngồi nhìn nhau không à, rồi em cũng chả like được mẫu nữa. Nhưng mọi người đặt rồi bác sẽ này xả tặng 65 không ai lấy luôn, còn nó 6 set luôn á. Rồi ghi giùm em nha. Mọi người muốn lái gì vậy trời? Nên set đầu tiên đẹp muốn rụng ngủ luôn không lấy. Rồi xả luôn set này. Ráng tương tác giùm em đi. Mấy chị đâu có mất cái gì đâu, ngồi chia sẻ có vài ba lượt chia sẻ nó đâu có, nó có ảnh hưởng gì tới bay đâu mọi người. Và bác sẽ đùi này, đùi cam giùm em. Đùi cam cố gắng dương thiên. Rồi đùi này em xả luôn. Rồi má ơi set đùi cao cấp. Cái này đẹp lắm luôn đó mọi người. Rồi set này em xả mọi người 90 luôn đi, 130 mọi người. Set 90. Set này là siêu đẹp luôn. Hề luôn á. Ghi giùm em đặt cam 90.000 luôn. Form áo mọi người biết là form áo mà giảm như thế này là chung bán không đã là giá đã là rẻ lắm, là một cái áo thun form rộng đã là 95-90 rồi. Rồi ghi giùm em là set cam nha. Comment giúp em là set cam 90. Ráng tương tác giùm em đi mọi người nhá. Ai đấy thì ghi giùm em nhá. Cam 90. Cam với xe lá này. Xe mọi người 90 luôn. Tương tác giùm em tí xíu đi mọi người. Chứ like á mọi người, thứ nhất là mọi người không chịu tương tác, cái thứ hai thì nó còn màu xanh đẹp quá. Mọi người đơn khó like đó. Rồi ghi giùm em nhá, cam với xe lá. Quần là có túi luôn nha mọi người nhá. Quần là có túi luôn. Ai ai lấy cam với xanh lá thì ghi giùm em là cam với xanh lá. Xe bài giùm em đi mọi người. Xe bài hộ em cái. Rồi ghi giùm em nha, cam với xanh lá. Em thấy chỉ có like quần ngố nơ 89. Quần ngố nơ là quần gì trời. Hết rồi. Lâu lắm rồi em ơi. Rồi ai đấy thì ghi giùm em xanh lá nha Thanh Nguyễn. Đã giùm em rồi, xét cho em xả cho mọi người. Em đang cầm váy, em đang cầm váy, chỉ có đầm đâu em ơi. Rồi ghi giùm em nha, đầm thì em phải ngồi xanh á, tại vì hàng lẻ mẫu. Rồi set loe xả 115.000 luôn, loe cao cấp đó mọi người. Này sale rẻ luôn, 115, cho chị góp phát lên 115 nha, ghi giùm em là loe, còn có set à, 115 luôn.
em đang bầu bì sườn sinh rồi á. Em không có like mấy cái hàng thiết kế rồi hàng đi tiệc tùng nhiều đâu. 515 dương thi rồi. Áo khoác em xả 85, khá là màu hồng này. Màu đỏ vàng siêu đẹp. Màu xanh đen. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Phải bầu sắp đẻ rồi, nó cũng bán váy đó mọi người. Rồi cái này ghi giùm em là xanh đen. Xe bài đứng bầu nha mọi người ơi. Khá màu đỏ vàng đẹp chưa. Áo khoác còn màu có cái. Cái này ghi giùm em là màu màu đỏ gạch. Váy đi biển lại khẳng cả không có. Rồi cái này ghi giùm em nha. Ai lấy má màu hồng đẹp chưa. Màu hồng 85.000 một cái áo khoác len. Ủa chị mặc có đủ màu. Xét lê thì ông 115. Khoác lên áo hồng cho Dương Thi. Đi vô. Đỏ vạch cho Bích Ngọc. Còn không? Rồi hết đỏ vạch. Còn một xanh đen với một hồng. Hết luôn. Còn hai cái. Hết sạch luôn mọi người. Còn một xanh đen với một hồng. Mọi người ráng giùm em tương tác chia sẻ mạnh lên giùm em xíu nha. Set thì mặc có một set màu hồng. Hết đỏ rồi. Set thì mặc là hàng mắc mọi người. Mà trên xe có 149 thôi. Set thì mặc là hàng rất là xịn luôn. Mọi người ơi xe bài giùm em tí xíu được không. Chia sẻ bài á. Nhiều khi nói xe bài không ai hiểu. Chia sẻ bài giùm em tí xíu cho mọi người. Mọi má có 12 lượt xe bài. 12 lượt chia sẻ luôn mấy má. Mấy má chia sẻ ít vậy. Má set nó mặc đẹp lắm luôn á. 149. Cái quần này. Má set cầm lên cái tay mà đẹp mà rung tay luôn á. 149 cái này hàng Quảng Châu hàng xịn á. Chứ mày hàng rẻ đâu. Trúc Hà sẽ hồng chị Trúc Hà lên thêm cho em cái địa chỉ. Bên em á là thứ nhất không cho kiểm tra hàng và cái thứ hai là không gọi điện trúc đơn nha mọi người, nên là giúp em cho địa chỉ ở trên line. Bạn nào có khách mới mà cứ sợ bên em không cho kiểm tra hàng lừa đảo bán hàng tè le á, thì mọi người theo dõi đã rồi mua nha. Tại vì em bán hàng 9 năm rồi mọi người, em không lừa mọi người đâu. Em đang bầu bì không đi lừa đâu mọi người. Để em dơ hàng mọi người sao là em sẽ bán hàng như vậy. Bởi vì em bị mất hàng nhiều quá, không cho kiểm tra hàng. Cảm ơn fan có set sumi không? Có chị. Set sumi có mấy set đẹp lắm. Rồi em xíu. Thế em bầu bì mà đi lừa mọi người chi cho thắp đúc đúng không? Rồi cái này ghi giùm em nhá. Màu kem siêu đẹp. Nó màu kem rồi mọi người. Màu xanh pin nữa. Một set sumi quần dài đẹp lắm. Đợi xíu. Lên cái này xong cho khách coi màu. Cái màu xanh pin này. Đẹp chưa? Mọi người thương em là em bị mất hàng nhiều quá. Shipper lấy hàng, khách đổi hàng, khách đổi đưa đồ, ship đồ mới và đưa đồ cũ trong nhà ra đổi cho em luôn á. Em sợ lắm luôn á mọi người. Rồi nó màu xanh pin đẹp chưa? Rồi cái này ghi giùm em là xanh pin quần của nó là hai lớp nha. Có sớm không em ơi, chị không bán áo thun quần ôm. Lâu lâu nó mới cứ về lần nè. Rồi comment giúp em nha, màu xanh pin. Xanh này bao cưng luôn á. Màu trắng. Rồi màu kem. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em và màu hồng. Còn có 6 set à. Đẹp ha. Quần có túi luôn nha mọi người. Chị Trúc Hà lên địa chỉ giúp em đi chị ơi. Đưa chị lại cái set sơ mi dài. Lên địa chỉ giúp em nha người đẹp. Bên em không gọi điện trúc đơn đâu. Phải đang thiếu nhân viên đó mọi người. Nhân viên đang bị Covid á. Là không có ai đi làm hết luôn á. Set trúc đơn mặc là 149. 149. Chị Âu ơi lấy cái set sơ mi này. Ăn set sơ mi này là em tâm đắc nhất trong tất cả các set xưa giờ em bán luôn á. Cái này là 195.000 mà em sale còn có 150 thôi. Còn nó 3 set à. Để xịn sò không. Rồi má cái quần là thiệt các mọi người. Ai lấy cái này thì mọi người ghi cho em là set sơ mi. Sao cái quần. Quần là tới công chuyện luôn đó mọi người. Quần có hai túi nha. Trắng đen với tu. Ghi rõ giùm em là set sơ mi nha mọi người. Áo ơi màu đen về là phối được. Cái quần tây suông như thế này là về phối được cả biết bao nhiêu cái áo luôn á. Cái áo sơ mi này. Set này là quá rẻ. Tính ra cho là cái quần có 75. Cái áo sơ mi có 75.000 thôi đó. Đẹp không? Xuất sắc luôn. Vải này là không bao giờ nhăn nhá. Cho dù với chị giặt máy vò của nào nó cũng không bị nhăn và không bị gì đó.
đen với nhu ạ. Hết sạch. Xét. Thì Mỹ Hạnh chốt cái gì á? Comment lại giúp em đi, mọi người ơi, khách mới lên địa chỉ giùm em được không? Mấy chị khách mới lên địa chỉ thì bên em không gọi điện chốt đơn á. Lên địa chỉ giúp bầu với nha. Rồi ghi giùm em nhá, sơ mi kèm màu, màu đen với nhu thôi, hai màu. Đổi qua màu đen hoặc màu nhu đi chị Minh Phương, hết mục tiêu rồi. Em xả mọi người, có trong cũng 50.000 nè. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Bầu. Nhu cho chị Mỹ Hạnh. Còn nhu không? À, đen cho chị Điệu Thu Hiền. Em không có gọi điện chốt đơn đâu nha chị ơi. Mấy chị khách mới em không gọi điện chốt đơn nha. Chiều mai mình ghé chị Tiên Visa ở đâu á, Vương Kè thì ghi dùm em chữ Vương Kè. Mà em không nhận ghé lấy chị ơi, bên em nhận ship nha. Ship không thu xin tiền ship luôn. Đi Vương Kè ghi địa chỉ dùm em đi, đen cho Bích Ngọc. Bên em không nhận ghé nữa nha mấy chị. Tại vì ghé để cả tháng rồi đấy, không có nhận nha. Cái này nhà em đang bị Covid á. Nhân viên cũng bị Covid mà. Mà nhà em cũng đang bị F0 luôn. Nên là ghé lấy nguy hiểm lắm. Cho em cái địa chỉ đi. Em giao cho mình, em không lấy bao giờ lấy tiền ship. Tại Bưng Kè em không lấy tiền ship đâu. Cho em thêm cái số điện thoại nha. Để ghé ấy lắm. Em theo cái số điện thoại với chị, mai hoặc mốt em giao cho. Em đâu lấy tiền ship của mấy chị đâu, không lấy nghìn nào tiền ship luôn á, yên tâm. Em đi giao em tiết kiệm cho mấy chị, không bao giờ lấy tiền ship luôn. Chứ đưa cho ship là mất 10-15 nghìn á, có chủ 2 chủ. Đen cho chị Tiên Visa này. Bắc Phú Quý là đâu nè? Bắc Phú Quý là đâu chị? Nghe lạ vậy, chỗ nào rồi báo hơn. Rồi mấy chị nhìn cái xét tiểu thư xịn chưa, ở Phú Quý chỗ nào ta, sao em thấy lạ dữ vậy ta, nay quá trời xét muốn xét tuổi đẹp. Rồi báo hơn xét tiểu thư cao cấp cái này hàng Quảng Châu nha, đường Hai Sơn á. Cô chạy vô xa không chị, đi đường Hai Sơn lên chạy vô xa không, xa quá thì em phải ship code đó nha. Rồi ghi giùm em nha, chứ xa quá em không có chạy được. Xa quá tiền xăng nhiều lắm đấy chị, chạy xuống dưới đó chạy về. Rồi chạy vào một cây số luôn đó hả, chạy đó chạy vô chạy về mất hết. Khi xe không cái lời được bao nhiêu tiền, mất hết 50.000 tiền xăng luôn chắc chết. Thật đó mấy chị, xa quá thì em phải ship code đó. Rồi ghi giùm em nha, chạy vô đó là em phải xin 10-15.000 tiền xăng đó. Chứ cái xét không có lời bao nhiêu tiền luôn, lời có 20.000 chạy vô đó chạy về chắc chết luôn. Từ khi không bán đồ mà đi lỗ luôn đó mọi người, bán đồ đi ship hàng không lấy tiền ship lỗ luôn. Vòng khúc Bưng Kè thì em ship cho được tầm khoảng chừng 1-2 km từ nhà em cho tới trên trường học thì em ship cho được, chứ mấy chị xa quá thì em không ship được đâu. Cái này có 2 xét này, màu hồng. Xét này em để cho mấy chị 125 luôn đi. Xét này đẹp lắm luôn á, mà để mọi người 125 nè. Ren này ren cao cấp, chứ đi bán hàng mà đi ship cho mấy chị gần thì ship được, còn không thì em đưa cho giao hàng, chứ đã xa rồi thiệt á. Bán hàng mà đã bỏ không đi ship rồi còn lỗ nó chết em luôn đó mọi người. Xăng bữa nay 29.000 một lít đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha. Em bán hàng kiếm tiền chứ em không có bán hàng vì đam mê đâu mọi người ơi. Rồi ghi giùm em nha Hồng. Rồi xem 1-2 năm xem xét việc là xét nào về người đẹp. Rồi má xét tiểu thư đẹp chưa. Rồi ghi giùm em. Sang ha. Xét này là đúng sang luôn đó mọi người, những cái ren của nó này. Hàng Quảng Châu nha. Ghi giùm em là màu hồng, màu vàng với lại là màu xanh. Quần có túi và ở dưới này là có viền nha. Xét này đẹp quá. 47 ký vừa thoải mái chị ơi, thoải mái luôn. Thoải mái ơi, màu vàng ai lấy ghi giùm em nhá. Xét tiểu thư kèm màu đó, tiểu thư cao cấp. Cái này về mọi người về mặc á, phủ kem siêu đẹp. Rồi ghi giùm em nhá, màu xanh
xin nè mấy chị. Tại vì xin có bộ đồ mấy chị, cái bộ đồ em lời có 20.000 à. Chạy đi chạy về mất hết 50.000 tiền tiền xăng rồi em bán chết chớp á. Em đang bầu bì đó mọi người. Bầu mà phải đi ship cho mấy chị. Vì là biết sao không? Không phải là sao hết. Nhiều bạn cứ thấy em đi ship mọi người giật mình, chứ thật ra là em đưa cho ship cũng được, không phải là cũng được mà người ta xếp hàng luôn á, để đưa em đưa tiền cho đưa hàng cho đi luôn. Mà mọi người biết sao không, người ta lấy tiền ship cao quá. Ở Bưng Kè mà ví dụ như từ đây chạy ra đầu đường người ta cũng lấy 15-20.000 tiền ship luôn, tại vì xăng cao á. Từ khi mà từ cái ngày mà xăng lên á là toàn là đích thân em đi ship không à, tại em thấy tiết tiền cho khách á. Chứ 15-20.000 đối với em không là cái gì hết, đưa ship cho nó đi chứ mấy chị trả tiền ship chứ đâu phải em trả tiền ship đâu, mà em phải cất công bầu bì 7-8 tháng rồi còn đi ship cho mấy chị. Nhưng mà tiếc lắm mọi người ơi, tự dưng nó khi không á hả, nó ra đầu đường cách từ đầu đường đến nhà em mà nó ra được có đâu tầm phải vài 300 mét thôi mà nó cũng lấy người ta 15-20.000 tiền ship. Còn mà xa mà tiếp tầm khoảng chừng 2-3 km nó lấy 25.000 á. Cho nên là em rất là ngại với khách luôn, thật sự. Nên là em thấy tổ khách nghe em toàn đi ship chứ chưa nghĩ sao bầu 7 tháng rồi, gần 8 tháng rồi. Nhà em mỗi lần mà thấy em đi ship là toàn không cho không à. Mà không phải em đi mà chồng em chở em đi. Chứ không phải là em đi, em tự em không tự lái xe được. Đó, cả vợ cả chồng chở đi hàng với chị đó. Em là tiết kiệm ship cho khách chứ. Chứ mất gì mà em phải đi ship cho mấy chị. Bán hàng có người đi ship chứ mọi người. Đó, vậy nhiều khi mọi người cứ suy nghĩ là em bán hàng á, em nhiều khi em nói chuyện khó chịu vậy thôi chứ. Chứ em bán hàng này cũng bao có tâm nhất ở cái đất Bưng Kè luôn á. Bán hàng mà còn tiết tiền dùng cho khách luôn đấy, chứ không phải là bán hàng cứ lấy được tiền của khách là xong luôn mọi người. Chả ai mà đi bán hàng ngày mấy trăm đơn, mấy nghìn cái mà đi ship cho khách từng cái như em đâu. Cái này em nói thật. Hà như ngày bán được 10-15 cái, 20 cái thì người ta kêu là bán để lấy khách. Của em là ngày bán cả nghìn cái, 200-300 đơn mà em vẫn đi ship hàng cho khách vậy đó. Cái này em nói thật, em không lấy nghìn nào tiền ship của ai hết đó mọi người. Tại tiếp cho khách chứ. Rồi ghi giùm em nha, set này em xả khoảng có 115 cơ. Màu xanh với màu vàng, set này là siêu xịn luôn nha mọi người. Ao tung luôn á. Chứ đâu phải đi ship để lấy tiền ship của khách đâu. Em không được cái gì luôn đó mọi người. Rồi ghi giùm em nha, set chụp ly cao cấp, cái này em xả 115 nha mọi người. 140 á, xe 115. Xe này mặc có 140.000 thôi chị. Rồi, 150 chứ, xe này mặc được 50. Rồi ghi cho em là dập ly màu vàng với lại là màu xanh nha. Đẹp lắm. Màu vàng với màu xanh. Ai lấy thì ghi dùm em, mắc cái gen đẹp ha. Ai lấy thì ghi dùm em nha, vàng với xanh. Comment giúp em là set 2 giây dập ly á, cái này quần là siêu to khổng lồ. Mọi người mặc lên giống như là cái chân váy, xinh lắm. Này mặc ở nhà hay là mặc đi chơi đều đẹp. Ghi cho em là dập ly kẹt màu nhá. Em mới nhận được hàng rồi nhá. Ok chị. Vậy là ship đi cho chị rồi á. Vậy là hôm qua trước thì em ship cho chị rồi. Set hồng còn set. Set hồng này em sale còn 90 thôi. Set hồng 90. Đẹp chưa? Hồng 90 nha mọi người. Đùi hồng. Đùi hồng 90. Này đẹp lắm luôn này mọi người, nó còn có set à. Ghi cho em là đùi hồng 90 nhá. Ai lấy đùi chụp đi cho em xin cái màu đi mấy chị ơi. Chụp đi có hai màu xanh với lại là màu vàng á. Rồi đùi hồng 90. Đùi này là 130 lận, xe còn 90 thôi. Còn có túi nha. Ghi cho em là đùi hồng 90. Ủa sao không thấy ai chứ trời. Đâu hết rồi. Hồng cho em Vi Nguyễn rồi hết. Lễ mà buồn dữ vậy.
đẹp lắm luôn á. Màu màu xanh, màu trắng với màu cam. Xanh trắng với cam. Cái set này cung lắm này. Nó một màu á mọi người, cho nên mặc lên nhìn rất là sang luôn. Cung không? Set đùi á. Ai lấy đùi thì giúp em là đùi kèm màu nhé. Xanh cam với lại là màu trắng. Cung chỉ còn có hai set này thôi. Hai set. Phương Nghi là màu nâu, chị Phương Nghi lên đỉnh
chị. Em còn một đen với một đen với Dương Thi, vậy còn một hồng đâu với chị My. Rồi cái này đi em là hồng, còn một hồng với một nâu nữa là hết. Một cam vui nó phải xịt ghê luôn, nó mới vàng xả trăm ba luôn, trăm sáu á. Nó màu hồng đẹp chưa này, trời ơi cái màu hồng, nó màu hồng bị nha. Em thế mọi người cái set này mà lên form không đẹp em đền cho gấp ba lần tiền, dám thề với chị luôn á. Ok chị Phương, bên em không cho kiểm tra hàng cho người đẹp tại vì tránh mất hàng á. Chị nhận hàng mà không bị cái vấn đề gì á thì chị cứ nhắn tin cho em, bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm nhá. Phải khách mới em phải dặn, em dạo này bị mất hàng nhiều quá em sợ luôn á. Cái set này mà lên form không đẹp về mất tiền cũng mất mọi người luôn, đặc biệt là cái form quần của nó, form quần là siêu đẹp luôn. Rồi em còn một hồng với lại là một hồng với một nâu thôi. Bạn nào lấy hồng với nâu thì chốt giùm em là hồng với nâu nha. Màu hồng là siêu đẹp luôn á, màu hồng là siêu trắng da. Mọi người nhận hàng á là đầy đủ tem bạc tôi giúp như thế này. Hàng em bán trên like sao là mọi người nhận hàng y chang như vậy. Em không có like hàng xịn để đi bán hàng rẻ đâu, mọi người yên tâm nha. Nè, mạc về mọi người này thấy nhìn mạc đúng như thế này thì mọi người á họ nhận rất là xịn luôn. Em không có bán tàu lao đâu mọi người ơi, bán tàu lao khách chửi chết luôn á. Xếp quần lê mà có tay còn không chị, rồi em hỏi vậy thì sao chị biết được. À xếp y như vậy mà có tay hả, còn màu gì á. Để em xem cái quần này với chị, còn đen trắng xanh á, sáng trắng xanh trắng đậm. Set đi như vậy mà có tay thì còn đúng 3 màu thôi, hết sạch. Set hồng 2 dây là sale 130 nè. Cái set có tay màu xám đậm, màu xám đậm lắm, màu xám đẹp lắm, màu xám đậm, màu trắng là siêu đẹp luôn đó mọi người, màu trắng đẹp lắm luôn á. Vì mọi người biết sao set này là 140 rẻ hơn của 40.000. Màu trắng đẹp chưa? Ừ, màu trắng là sang ơi là sang. Quần loe nha mọi người nhá. Nói chung là phong quần thì y chang nhau. Và màu xanh của vịt, cái set này đẹp lắm luôn đó mọi người. Set này về là lời được cái áo rồi. Cái áo form mọi người mặc riêng ra rất là đẹp, và cái quần riêng cũng đẹp. Set này form đẹp lắm. Sám đợt cho sám đợt với chị Điệu Thu Hiền rồi hết, còn một trắng với một đen thôi. À, xanh đậm xanh cho chị Âu rồi hết, còn một trắng duy nhất hết xanh rồi, còn một trắng với mấy chị, còn một trắng hết rồi mấy chị ơi. Còn có xét à, ai lấy trắng thì chốt trắng, một trắng siêu đẹp. Ăn lấy trắng thì để trắng một xong để xong em mặc luôn. Cái quần này á họ đã bán sốt 270. Bác quần đẹp chưa? Hết rồi chị. Chị Thu Hiền có xanh sáng đậm thôi. Rồi má ơi cái quần. Chị mẹ ơi. Chị ơi đặt đen trên sáng của chị. Đây là về đợt sáng luôn các bạn. Sáng đậm hả? Thì về không mấy rồi. Vậy xanh của mình cho chị cho Nguyễn Hà. À đâu, xanh của mình cho Bích Phạm trước, Nguyễn Hà trước sau cùng. Nguyễn Hà không có chị, xanh của mình cho Bích Phạm. Xóa đi, cho Điều Thu Hiền là sáng đậm. Vậy chị Âu Âu không có sáng cho chị. Tại sẽ sáng không sẽ là em nhìn tưởng xanh chứ xanh đậm. Rồi quần giùm em nhá. Này em để lấy đâu em. Rồi chị giùm em nhá, comment giúp em quần. Quần này hàng siêu xịn luôn mọi người. Cái này em để mọi người trên like 159 luôn, 185 á mọi người. Để mọi người 160 luôn nha mọi người. Ai lấy thì ghi liền giùm em. Cái quần này đang được hot girl ngoài Hà Nội bán rất là cao luôn, 160 SML. Em có được 7
trai nhưng mà được có 7-8 gái thì mọi người xịn lắm, xịn kinh khủng luôn á. Nó là suông nhưng mà nó lên like rất là đẹp nè. Đó, cái này mọi người mà ai mà nhìn thấy mà mấy hot girl ngoài Hà Nội người ta bán những quần này phối với áo thun Gucci á, rất là nhiều luôn, mà hầu như ai cũng bán 270-280. Đó, SML nó là suông nhưng mà cái chân like lên mọi người thấy đẹp không, mặc lên rất là sang luôn. Đó, mọi người thấy nhìn thấy nó lên like cho mọi người sẵn đây luôn. SML giúp em nha, comment giúp em là kèm size. Quần đẹp lắm luôn đó mọi người. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần kèm size SML nhá. Quần này đẹp lắm. Bạn nào lấy thì chốt. Ai lấy quần thì ghi giùm em mọi người. Chấm bài giùm em cái đi mọi người. Quần kèm size. Chấm bài đi. Lên hàng cho nó lẹ nè. Xếp ngủ. Xếp ngủ. Comment giúp em là xếp ngủ. Ngủ này em xài cho mọi người 85.000. Ngủ. Chị không có về nhiều hàng Babydoll đâu em. Không có hàng. Ngày nào cũng không kiếm hàng Babydoll. Không có luôn đó chị ơi. Mọi người, cái này có áo thun phong rộng hay là áo thun ôm hay là như thế nào mà cũng đẹp, màu cũng cực.
như vậy nó dày kinh khủng luôn á. Chỉ có được xét ngố, chị lên địa chỉ giúp em đi chị ơi, xét ngố xanh đen chị gà con, lên địa chỉ giúp em đi. Trời ơi mọi người, những cái xét nè, xét này 170, sale rẻ với chị 120 luôn á. À, xét này là xịn ơi là xịn bên em luôn á. Rồi mọi người, những cái phong quần này xe lỗ 120 luôn, tháo rồi xe này mà ai cũng lấy được mà khóc 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 rồng. Xe hẳn xuống 170 với chị luôn. Rồi cái áo xịn sò chưa? Rồi mọi người nhìn hàng này, đẹp chưa? Má vải cái quần nó rất là, của em thế mọi người, cái quần nó nặng lắm luôn á. Có 4 set à? Mà 6 set, Dương Thi 1 set, Thanh Ngàn 1 set. Khi Nguyễn có đơn hàng không nghe máy chị ơi, cộng giúp em nha, nó set cưng quá ha. Cái này là 170. Set lên tâm dài quần. Ok chị gà con, set lên tâm dài quần lê màu đen. Lên tâm dài quần lê, thêm 1 set đi Dương Thi. Set nào ta? Cái nào vậy Quỳnh? Chớ luôn á. Ủa cái này xinh ha. Nó dễ thương ghê luôn đó trời. Đấy, cung ngôi là cung luôn. Rồi cái quần này, nhìn cái phong quần là mấy chị biết hàng rất là xịn luôn. Cái này đi du lịch hay là đi đâu mặc bao cung luôn đó mọi người. Con xe xuống còn có 120. Ôi cái phong quần đẹp lắm luôn á. Ôi trời ơi, xinh chưa? Rồi ghi giùm em nha, set 120. Cái gì set này em mặc đẹp lắm. Ai lấy thì ghi giùm em nha, set 120. Để một set mặc luôn. Còn có set nữa đó mọi người. Rồi áo khoác xả 109. Còn có một cái này hàng lẻ mẫu á. Xả luôn, cục này cục lẻ mẫu. Áo khoác xả 109. Khoác này em còn có cái này hàng là hàng xịn nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Khoác 109 có khoác kia cao cấp á. 109 có cái rồi mấy chị, 160 xe 109 luôn. Ai lấy khoác thì ghi giùm em. Đây là khoác khoác kia á. Xét gần cuối like trước hồi nãy chị cộng quần loe. À xét đó là từ. Rồi ai lấy ghi giùm em là áo khoác. Có áo lẻ không mà có thì chị. Rồi chị xíu chị lên cho con. Em lấy giùm chị cái set caro đi. Rồi áo này tặng mấy chị 39.000. Ai có đơn thì chốt áo này nha. 39.000 màu xám. Áo 39.000 màu xám. Mọi người ơi, xem bài thì nghe biết được không? Đâu hết được trời. Còn lấy em một set đen nha. Phát cho Trang Phương với một quần sốt đen nhân Lý Quỳnh. Thế thì đi xét nha. Xét này đúng không Quỳnh nhơ, nhưng mà màu đen đúng không? Cái này đẹp ha, xét này chị dùng. Chị dùng quá hợp cũng để một xét mặc. Có bầu xong là phải mặc liền. Chị bầu mặc bộ nó đẹp quá. Đẹp không? Xét này đẹp lắm luôn đó mọi người. Xét này là đúng. Em cũng để một xét mặc á. Em để một xét màu hồng. Để xong mặc. Tại set này đẹp lắm. Set này của em mặc em ghiền luôn. Em có bầu á mà em mặc em còn ghiền cái set này luôn á. Nên em để một set em mặc. Có bầu xong em mặc. Ok Quỳnh nha. Đó mà em để cho mấy chị có 140.000 cái set này. Tại set này em ghiền cái phong quần lắm luôn á mọi người. Cái phong quần lên á. Cái chân của mình nhìn nó dài miên man luôn. Cái áo này. Áo này mà dạng như ai vai bụng á. Hoặc là bắp tay bụng á. Màu này là màu kem. Em còn một kem, hai hồng và một xanh thôi. Còn 140.000 là để như cho luôn. Màu xanh này. Đó. Xanh đẹp chưa? Cái này mấy bạn chốt inbox nhiều quá. Mà xét này em không chốt inbox giá 140 được. Kem thì chị Vân Hoàng không dám chốt giá 140 được. Tại xét này em lấy vô em bán cho mấy chị hôm bữa rẻ lắm đó là 160 rồi.
xét cao cấp. Vàng là cái gì ta? Áo vàng như chị Thanh Hiền, xét hồng chị Âu. Hồng đẹp lắm, hồng vậy cũng đẹp, xét mặt. Rồi xét cao cấp, xét này em còn có hai xét thôi. Màu xanh với lại caro. Này hàng xả của khách hôm bữa. Xét này là siêu phẩm. Vì mọi người biết sao không? Cái áo rất là xịn sò. Này, áo xịn lắm luôn á. Áo mặc lên rất là cưng. Xét này em bữa có 140.000 thôi. Chân phải có một ở đằng trong nha. Áo xét này là đúng cưng luôn á. Nhưng mà xét này dưới 55kg mặc sẽ đẹp. Xét 140 caro kèm màu. Này, cái này hàng xịn nha mọi người nhá. Caro đen với caro xanh. Nó xinh nha. Rồi cái áo này với chị. Cái áo mặc lên nhức nách luôn. Nách nhức luôn. Rồi ghi giùm em nhá. Caro kèm màu. Xét này mặc đi sinh nhật hoặc là đi đâu rất là cực kỳ ăn luôn. Màu xanh cũng chưa. Xanh này gọi là xanh mắc cái áo này về mấy chị có quần jean á. Nè phố với cái quần jean lúc nãy thôi ra. Quần jean lúc nãy. Đấy, mọi người về với lấy cái áo này mọi người phối với cái quần jean đó, trời cũng đẹp đó. Áo ơi mặc lên cái set này chắc cưng chết luôn. Cái áo này phối với cái quần jean này rất là sang luôn. Bốn chỉ quần jean này nó đã sang rồi. Có như chị Hiền ơi, mọi người phối với cái áo rất là đẹp. Rồi set caro kèm phòng. Tự nhiên còn nó ba mấy, 31, 32 người coi vậy ta. Nó tự nhiên nó tụt kê vậy trời. Hôm nay nghỉ lễ mà. Hôm nay like ngày nghỉ lễ mà cứ được 4-50 người à. Em tưởng ngày nghỉ lễ mới chỉ về lên đông lắm luôn á. Tại ngày nghỉ lễ mới chỉ ở nhà không mà đâu có làm gì đâu. Rồi set này xả 120, set bí. Thôi set à, bí 120. Rồi ai về chị lên đúng cái ngày lễ không có ai luôn. Hồng Vy Dương Thi. Em tính là hôm nay ngày lễ á. Em cũng muốn đi chơi mà ngày lễ đông á. Rồi xếp này xả 85. Ngố. Ngố cao cấp. Quần đã chưa? Ngố 85. Như em là ngố 85 hình như là không phải mẹ chị mà là ba chị. Chứ Tùng này là quần quần ra đây được. Rồi ghi giùm em nha, xếp ngố. Ngố 85.000. Ngố cho Thi. Rồi áo này nãy còn cái như thế chị. Áo, áo trắng lúc nãy em xả có 59.000 đó, còn cái. Ghi giùm em là trắng. Áo trắng cái này hàng mắc nha mọi người, nhưng xả 59.000, còn cái à. Rồi còn một set kíp xả 79.000 luôn. Set kíp này là 10 cái nha mọi người. Set rồi mấy chị ơi, có set 1 rồi. Kíp này là 10 cái, cái này của khách bom á. 10 cái 79.000, ai lấy thì giùm em. Kíp cao cấp nha, phải kíp hàng chợ rồi hàng tự mua. Cái này hàng công ty nha mọi người, phải hàng rẻ đâu. Kíp này mặc mà ngứa là em đền tiền cho. Kíp là bao rẻ luôn á. Rồi ghi dùm em nhá, set kíp 10 cái. 10 cái kíp ren, đủ màu. Tặng cho mấy chị 79.000 luôn. Mi Nguyễn lên địa chỉ. Rồi ghi dùm em áo xanh. Áo xanh xả 69. Xanh thun hãng 130. Xem 69.000 luôn. Ghi dùm em là xanh 69. Anh gửi lên địa chỉ cho mấy chị ơi. Bên em không gọi điện trước nôm đâu. Có điều chị em mới đi hàng nha. Không gọi điện chốt đơn, không kiểm tra hàng. Rồi áo này xả 55.000, áo thu 55. Áo thu 55. Ví dụ em là áo thu 55. Còn set này còn set hồng á. Set hồng 105. Áo thu chỉ gà con. Bên em không nhận kiểm tra hàng nhé. Bà nào mua được thì mua, không mua được thì ngồi xem cho vui nha. Đừng có đòi kiểm tra hàng nha mấy chị. Ra hàng mất hàng không ai chịu trách nhiệm cho em hết. Không mua được thì ngồi nhìn em cho nó vui là được rồi. Không có một shop nào cho kiểm tra hàng luôn á. Rồi ghi giùm em, người ta mất hàng nhiều quá rồi mấy chị. Và là shipper móc lấy hàng với khách đuổi hàng.
găm nha, ai lấy hoa. Cái này đồ lai có mấy chục set lận. Mà em xả hết mất tiêu rồi, xả có 1.5 mét lấy hết, còn có set thôi. Chip còn. Em bán hàng 9 năm cho kiểm tra hàng, bây giờ em không cho kiểm tra hàng mới chỉ biết chỗ nào rồi đó. Rồi đầm này còn một đầm. Đầm cao cấp giùm em nha, đầm 170. Đầm 170. Cái này ghi giùm em là đầm. Cái này đầm xin nha, mà có cái. Đầm trắng 170 giùm em. Cái này là hàng chuẩn mất luôn, 400 mấy luôn nha. 170 ghi em là đầm. Áo trắng 59 cho Mi Nguyễn. Mi Nguyễn cho chốt thêm sản phẩm nha. 59 thì không có đi hàng được đâu. Ti Nguyễn đầm trắng. Ti Nguyễn cho lại số điện thoại đi em ơi. Không có sai số điện thoại. Quần Becky em xem 120 luôn, có cái size S thôi. Quần Becky á mọi người, có cái size S luôn nha. Ai lấy quần Becky thì ghi giùm em là quần Becky này. Bỏ số điện thoại của Ti Nguyễn vô. Quần Becky giùm em nha. Em xem còn có 120 thôi. Còn có cái size S luôn. Becky size S. Ai lấy Becky size S thì ghi giùm em Becky size S. Ti Nguyễn, phải Mi Nguyễn đâu em xin Ti Nguyễn đó chị. Phải Mi đâu. Phải nhớ là khách mới nha em dặn nha, không cho kiểm tra hàng nha. Đừng có ship tới nơi, ừ trên live thì nhắc ok rồi, ship tới nơi đòi kiểm tra hàng đến xỉu á. Rồi xét hồng. Xem 90, cái này em xem rẻ luôn á, cái này 130 luôn. Xét Kenzo mọi người. Cái này là vải siêu xịn, cái này hàng Thái mắc nha mọi người nhá, không phải hàng Việt Nam. Vải của nó là vải không bao giờ bị sùng long luôn. Đấy, mọi người giặt 100 nước nó cũng không có bị phai màu cái sùng long luôn. Vải rất là xịn luôn. Đó, ghi giùm em là set hồng 90. Hồng 90. Cái này đẹp lắm luôn đó mọi người. Hồng 90. Cam 90. Cam quần xám mấy chục nghìn thôi đó, mà hàng xịn chưa mọi người, có mấy chục nghìn đó mọi người, tưởng mặc không được luôn á, mà hàng rất là xịn nha. Rồi cái này ghi dùm em là cam, ai lấy thì ghi dùm em là màu, màu về cái số điện thoại nha. Cho chị cái đập body đi, cam cho Ti Nguyễn, Ti Nguyễn đi cọc đem thôi, đơn cũ đang ở đây nha, đi cọc cho chị, đơn cũ đang ở đây nha chị nha. Xét hồng cho Thu Thủy. Bên đó còn một xét màu xanh này đẹp lắm. Tôi nghĩ màu trắng đi. Còn màu xanh của chị nữa này. Bạn đẻ với chị ấy. Em lười lên màu của mọi người. Xanh của vịt đẹp chưa? Xanh. Xanh của vịt đó mọi người. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh chuối. Được nha em ơi, tôi sẽ chỉ cái màu trắng thôi. Màu trắng, hai set này đẹp lắm luôn, nó trắng quần đen. Áo trắng quần đen, rồi áo trắng quần đen đẹp chưa? Cái quần này bán không phải là 65 rồi đúng không chị? Chị không? Áo trắng quần đen. Số điện thoại rồi ghi giùm em nha, áo trắng quần đen thì mấy chị xin không? Khá là xin chưa? Áo trắng quần đen nha. Ai lấy ghi giùm em là set trắng. Rồi đầm body con có. Đầm body còn ai con chờ gì mà còn được có hai mấy người vậy? Trắng cho Vi Nguyễn với lại VT Huế. Như là hết luôn rồi đó. Rồi body cao cấp. Body hàng loại 1 nha. Body này là 155 đến sản 35 luôn. Đầm này hàng xịn đó mọi người. Ở cái đầm này mọi người mua để dành nào mà mọi người đi đâu á. Áo cái đầm đẹp. Trắng luôn. Với lại đen. Mở nhận hàng là có túi zip rất là xịn luôn. Đầm này đầm của ngoài Ninh Hiệp á mọi người.
chụp vô giá cao lắm luôn á. Mà hôm bữa em bán cho mấy chị có 155.000 nè, nhưng mà bán sale có 135 luôn. Hai ba màu, ba màu chuẩn luôn nha. Hay là màu đen, cầm đẹp ha. Màu đen, màu trắng với màu nâu. Mà nào muốn tây ấy, thì mọi người lấy màu nâu á, muốn sang thì lấy trắng đen. Cái này rất là xịn luôn. Cái này là xịn xò lắm luôn đó mọi người. Thì thương không? Đầm nhức nách luôn. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm nhá. Màu nâu chị và bên đây thôi. Cái đầm này đẹp ghê mọi người. Đầm đúng xuất sắc luôn. Em nói thật cái đầm này kiếm không ra luôn á. Này form rất là đỉnh. Cái đầm đúng xuất sắc. Giờ cái đầm lên đẹp chưa? Ở màu đen xỉu. Màu đen, màu nâu, màu trắng. Bạn nào mà uống mọi người mặc màu trắng cho em. Màu trắng đẹp chưa? Trắng sang ha. Rồi ghi với em nha, đen nâu trắng. Đen nâu với trắng của em nha. Đầm sale mà có 135 mà em ơi. Cái đầm đó đẹp lắm luôn đó. Đầm đó là thiệt đó mọi người. Em nói thật đầm đó mọi người đi ra ngoài không bao giờ dưới 250. Rồi xét giùm em. Đen và nâu như dung thi. Rồi xét này em xả một bóng cho mai. Xét này 170 nha mọi người nha. Đầm đen cho My Nguyễn. Còn xét kiểu. Rồi xét cao cấp 170 em xả 150. Thôi lỗi 120. Xét này là hàng Quảng Châu xịn nha mọi người nha. Nhìn cái phong quần, quần chắc phải nặng hơn ký á. Cái quần của nó siêu nặng luôn. Quần siêu dày và siêu nặng luôn á. Xét trái tim á. Xét này rất là hot. Xét này của Bảo Lý Kim Ngân xịn lắm. Nặng ơi là nặng luôn đó mọi người. Cái áo đẹp không? Rồi cái áo bao cùng. Cái này không phải ấy đâu mọi người. Cái này là miếng vải xịn vô luôn á. Rồi xét xe 120 luôn. Các cái áo xinh không? Cái áo về phố với cái quần quần jean thôi cũng đẹp lắm nè. Trời ơi, về phố nguyên cả set này đi đôi dép kẹp thôi, đi đôi giày thể thao. Cái áo thun rất là cưng, cái quần rất là bao, bao yêu luôn. Set này em xả xuống còn có 120 thôi. Cái kia là set tim 120, em còn 2 set. Tim 120. Cái quần này là về mọi người phối, nhức nách luôn. Quần này em sẽ có 160 thôi đó. Mà mọi người về phối bao đẹp. Ôi biết cái gì cũng đẹp, tại quần này nó đang hot ở Hà Nội lắm luôn đó mọi người. Mấy bà dân Hà Nội á, người ta mặc quần này rất là nhiều. Xếp tim cho My Nguyễn. Xếp tim nó, cái áo cũng xịn mà cái quần cũng xịn. Quần này có 160 mà hot girl Hà Nội mọi người đi hỏi đi. Có phải là 280, 290 là cái quần không? Quần này xịn lắm, có SML luôn, vải rất là xịn sò. Nó là dạng quần suông nhưng mà nó lên like á mọi người. Nên là lên cái form rất là sang. Tại em bò em không mặc cho mọi người coi. Mà quần nó không cần mặc. Quần nó là dễ mặc nhất lắm luôn rồi đó. Không cần phải mặc đâu mọi người. Quần nó nhìn thế là thấy form luôn rồi. Ôi xếp caro rồi các chị ơi. Hot đỉnh đám bên nhà em này. Cái xếp caro này nó hot lâu lắm rồi. Hot như vậy được hơn 1 tháng trước rồi đó. Xếp caro này này. Nè nhìn cái hàng giùm em 215. Cái set này nó hot ơi là hot luôn. Mọi người nhìn cái quần xỉu ngang luôn. Cái này hàng loại 1 luôn nha mọi người. Cái set caro xỉu quá. 225 á. Nè mọi ơi cái set caro. Rồi set này em sale luôn đi ha. Sale cho mọi người trên like 129 luôn. À set này mọi người nè. Trên này là bo chung, nó là dạng cúc ngực nhá. Nhưng mà có bo chung nên là ngực bao nhiêu cũng vô được. Đó. Cái áo caro như thế này, nó xếp này là đúng đỉnh luôn. Rồi kèm cái quần. Quần cắt tay nhá. Cái gem là xếp caro, cái này em còn chưa có 3 set thôi. 4 set. Xe cho mọi người trên like 130 đẹp ha. Trời ơi. Yêu lắm luôn đó mọi người, xếp này hàng mắc lắm luôn đó. Nè nhìn cái mạc là mọi người biết hàng của Hot Girl bán này. Chứ không phải là hàng rẻ đâu nha. Cái này hàng rẻ lên cái áo gớm lắm mọi người. Xếp tim cho VT Huế. Vi Nguyễn.
đẹp quá, áo mặc lên xòe như vậy luôn. Ở đây lưng này nó cũng có bo chun nhá. Nhờ set này dao động cho em tầm khoảng chừng 5-6-7 kg đồ lại, mặc đẹp xuất sắc luôn. Ta rồi đi ngủ đến rồi còn 2 set. Nó đẹp ha. Quần về được phối, áo này về phối quần jean cũng đẹp. Quần này về phối với áo thun nào cũng đẹp hết. Quần tắc ta mọi người. Thank you.
này mặc này chắc xỉn người luôn đó mọi người, đầm xỉn không? Rồi đầm cùng ba lam đen với luôn, cái cổ đằng sau của nó như vậy nha. Nó không có hở cái lưng đâu mấy chị. Cái khúc hở này là tới dây áo cục thôi. Trời má ơi, cái đầm nó xỉn. Đầm này mặc đi tiệm mấy nhức nách luôn. Tụi mấy giúp em là đầm đen với đầm đu nha. Má là vải 135 khi em là đen với đu xịt ha, khi em là đen với đu nhá mọi người, ai biết đầm thì dùng em là đầm. Xăng cái gì vậy mấy bè ơi, rồi xét xét trắng. Thank you.
nâu xanh bơ với lại là màu trắng. Tầm 135. Đằng sau có dây kéo nha, rồi có màu xanh bơ. Xanh bơ, màu em màu nâu, đen trắng, 135 luôn. Cái này là màu đen với màu trắng phải mở ra nha, mà đẹp lắm luôn đó. Ai lấy đi dùm em là đậm, kèm màu, nó vải, vải đúng xịn luôn đó mọi người, vải này đi tiệm rất là xa luôn. Này bà nào có bầu hay không có bầu nào cũng đẹp hết á, màu đen với màu trắng, phải mở đi ha. Mọi người hai cái màu này, đen với trắng thì dễ mặc, form dễ mặc. Rồi đi dùm em nhá, 135. Comment giúp em là 135. Mọi người ơi, chống lại hủ bầu với đi mọi người. Dễ la nhỉ, bài đi rồi bầu mới lên mẫu được chứ. Coi đơ đơ vậy sao bầu lên mẫu được. Rồi sơ mi này em xài 95.000 luôn. Sơ mi 95. Sơ mi này sơ mi xịt nha mọi người nhé. Sơ mi trở lại sơ mi xịt cho. Sơ mi 95 dùm em nhá. Hồng với trắng thì còn 4 cái. Sơ mi em xả rẻ luôn, 95.140 đó mọi người. Sơ mi siêu đỉnh luôn, đẹp không? Ở má màu, màu hồng này. Cái này dạng như là sơ mi baby doll hàng tiểu thư á. Cái này nó hot lắm luôn á. Xe mọi người 95.000, cưng không? Ở cái này mà không cưng nữa là không có cái nào cưng luôn đó mọi người. Bèo nha. Ai lấy sơ mi hình dung là có 4 màu, trắng đen nâu với lại bơ. Tôi chỉ màu bơ đi. Cái này là màu bơ, trắng đen thì khỏi dơ đi. Rồi sơ mi 95.000, ống tay của nó phòng. Rồi ghi giùm em là sơ mi 95 nhưng còn 4 cái. Ủa lên cái gì vậy mọi người, nói đi em lên cái nè.
bị dính Covid hết rồi. Tối lai thêm lai nữa, lựa được cái gì nữa thì tối em mai em đi luôn nhé. Mai cũng lai, thứ hai đầu tuần cũng lai. Bobby love is so super love. Chala chala. Má cả cái tóc này chưa em xem sắp xỉu với đi. Cái tóc luôn đó. Hello, bộ đúng là bộ chị mặc là quần ngố. Bộ chị mặc là quần ngố. Rồi vô giùm em nha, chia sẻ giùm em. Bộ chị mặc là ngố em ơi, ngố nha, xếp ngố NI á, hot ơi là hot á. Rồi vô xe tiếp. Vô xe tiếp cho mấy nàng ơi. NI đùi em sale lúc nãy rồi mà. NI đùi lại em sale cho mọi người 85.000 rồi em xả hết rồi. Ủa sao ghi like này đâu rồi trời. Rồi vô tương tác chia sẻ giùm em. Ai tương tác chia sẻ mạnh nhất em tặng cho mọi người mỗi người hai cái nón. Cái nón này là hàng chuẩn Like Ong luôn đó mọi người nè. Rất là xịn sò luôn. Cái hàng này rất là xịn. Hàng Ong của nó như là 1.6 triệu á. Đây. Ai chia sẻ giùm nhé, chúng sẽ tặng cho cái set này, chúng sẽ tặng cho cái nón này. Chúng để ra đây tại chúng kiếm. Kiếm ở trên lầu chúng lên lấy cái cài chúng thấy có hai cái à. Chúng tặng cho mọi người. Giá của chúng bán là 150 á. Nó này là 150. Gì trời, sao em không thấy cái like ta. Nơi đùi em còn màu trắng với màu đen thôi à, em còn là nơi đùi còn màu gì vậy em ơi. Nơi đùi để chị coi. Nu trắng xanh. Nu trắng xanh em ơi. Nơi còn nu trắng xanh nhá. Nơi còn trắng xanh nu. Hết đen. Hết hồng. Ừ. Cái nón này là em bán cho mấy chị có 150.000 thôi mà rất là xịn luôn, xịn lắm luôn đó mọi người. Cái này là theo hết nha. Cái này là theo hết luôn, xịn lắm, nó rất là xịn luôn. Ai chia sẻ nhiều nhất tí này em sẽ tặng và công bố trên live 150.000. Tặng cho mọi người với giá 0 đồng. Rồi vô giùm em nha. Tương tác chia sẻ mảnh tay luôn giùm em nha mọi người ơi, mọi người ơi. Cái đứa nào lấy được cái mắt kính này, lấy cái được cái trồng ra không? Đeo không cái trồng cho nó đẹp. Cho em xem được không? Xem cái gì vậy bé? Rồi vô tương tác để em like nè mọi người. Em like nhá, rồi xét đùi. Xét đùi. Ủa mà em xem cái gì mà ghi là xem. Rồi xét này em sale bằng ngắn cho mọi người luôn. Đáng lẽ là 100 mà bình thường sale thì cũng phải mắc hơn cái set ngắn, nhưng mà em sale bằng set ngắn luôn 125. Ghi cho em nhá, ngố giùm em cho mọi người nhìn cái vải là mọi người biết hàng mắc rồi. Màu này giúp em nhá, ghi cho em là màu. Ghi cho em là màu giùm em nha mọi người. Ghi cho em là màu, ngố NI nha mọi người nhá, ngố. Cái này là ngố mọi người, má em ghiền cái set này lắm luôn á. Ngố giùm em nhá. Cái này phải ghi đúng chữ mã ngố nha mọi người, không có chữ mã ngố là em không có ấy được đâu. Cái này ghi cho em là màu trắng.
màu đen, màu xanh của vịt này. Má ơi màu đẹp quá. Màu hồng với màu xanh lá. Cái này là màu hồng má ơi. Mọi người chốt lẻ nha, mỗi màu nó có 1 set thôi, à 2 set thôi. Vải này siêu đẹp luôn đó mọi người. Cái này là màu hồng dùm em, ngố nội y 125.000. Rẻ hơn hàng trơn luôn á. À, rẻ hơn hàng theo luôn đó mọi người. Cái ngố nội y này rất là xịt luôn. Rồi anh lấy dùm em nha. Cái này là màu xanh lá. Em mới nhận được set trắng 100. Ừ cái set nó đẹp lắm. Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Ngố kèm màu. Ngố một hồng cho bé Tư. Hồng xanh. Cái này có hai xanh. Xanh cổ vịt với xanh lá nha mọi người nha. Xanh cổ vịt với xanh lá. Hồng của Mon Út. Cái set này đẹp lắm. Khỏi cần suy nghĩ đi mọi người. Rồi trên mẹ hết pin rồi. Giờ cắm ở đâu sạc đi trời. Không kéo được. Ba màu cho Lan Nguyễn. Trắng cho Lê Anh Dung. Cho chồng chị hỏi có ổ cắm truyền đâu nữa không. Rồi comment giúp em nha. Ngủ nồi y xanh hồng với xanh của vịt cho cửu muội. Hồng với xanh của vịt NI. Phi sai tới ngố trắng của Út Anna. Phi sai tới 75kg lận đó nàng. Tại vì nó là áo phông rộng. Đẹp lắm hả, màu hồng này mấy chị. Chị chịu nổi không? Mấy chị chịu nổi không? Em đã hết chịu nổi luôn rồi. Ngũ hồng của Quỳnh Mai. Comment giúp em là màu nha cả nhà ơi. Cái này là trắng. Áo trắng thì quần nó màu đen nha. Áo trắng thì quần nó màu đen nha mấy nàng. Áo trắng là quần màu đen. Áo trắng là quần màu đen. Còn màu đen là quần màu đen luôn. Ha. Hồng của Quỳnh Mai có rồi nàng ơi. Có rồi nàng có rồi. Nhớ nha, ráng tương tác tí nữa em thống kê lượt xe để em sẽ tặng cái nón đằng sau. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu giúp em. Cái này là màu đen. Cái này là màu trắng. Màu hồng. Còn mấy hồng. Rồi cái này là màu xanh giùm em. Còn em là xanh củ vịt nha mấy chị. Màu xanh củ vịt đẹp không? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu giúp em. Cái này là màu xanh củ vịt. Này là xanh củ vịt như mấy nàng. Ai lấy xanh củ vịt thì ghi giùm em là xanh củ vịt. Alo. Xanh lá. Còn em là màu xanh củ vịt. Đẹp lắm. Có 125.000 nè mấy chị ơi. Này ở dưới này nó có nồi y theo luôn như mấy chị này. Cái này là vải của nó là vải xịt nha. Mọi người nhìn cái vải áo là mọi người biết vải xịt này. Nó đẹp quá ha. Xét ngố dài này cho. Xét ngố, đã ngố thì là gì, dài nữa là sao bà Tuyến? Đã ngố này là dài sao? Làm gì có chữ ngố rồi còn dài nữa không mấy bà? Rồi ai lấy cái giùm em nha, màu xanh này đẹp quá. Hai cái màu xanh màu nào cũng muốn lấy hết đó mọi người. 125.000 nè, nè, xịn xò không? Xanh cổ vịt của Ti. Thì ghi dùm em nhá. Màu cái này ghi cho em là màu xanh xanh lá. Cái này mọi người hay ghi là xanh chuối á mọi người. Rồi cái này là màu đen. Màu đen. Cái này là màu đen nha cả nhà nhá. Màu đen. Ship 3 đến 5 ngày tùy mọi người ơi. Tùy vùng dịch nữa thì em không biết. Giá như lên địa chỉ dùm em. Rồi cái này là màu trắng. Màu trắng nha cả nhà yêu ơi. Màu trắng là quần màu đen nha. Màu trắng là quần màu đen nha. Đây nè. Kéo đút lột lỗ nha. Thấy địa chỉ chị ghi chưa? Ủa chị à, chị mong đút đổi địa chỉ hả? Ok. Rồi ai lấy cái giùm em giá như lên địa chỉ. Cái set này mọi người bỏ qua là mọi người tiếc thôi. Chứ em không có tiếc đâu. Riêng em là em không có tiếc. Tại vì cái set này nó đẹp kinh khủng luôn á. Cái này là màu hả? Xanh lá của Thúy Thật Thà. Rồi cái này là màu hồng má ơi. Hồng còn có set à? Kia cho to vô cho còn có set màu hồng. Màu hồng, màu xanh củ vịt cũng còn có set luôn. Xanh củ vịt với hồng còn có set thôi. Xanh lá cũng còn có 2 set là hết luôn rồi mọi người. Mỗi màu còn có set à. Ai lấy thì ghi dùm em nhá. Màu. Bỏ cái này xuống chị đi. À đây là chị bỏ đi.
cầu giúp em nha mọi người. Quỳnh Mai có rồi nàng ơi, Quỳnh Mai có rồi, cái này là xanh lá nha cả nhà ơi, xanh lá nha. Comment giúp em là màu, đó đẹp không? Giá như lá màu xanh củ vịt. Ok, giá như này. Comment giúp em là màu nha cả nhà nhá, để mình được chốt đơn với giá ở trên live, giá sale cho mọi người 125.000. Đó, em có cái đầm mai phun đùi này đẹp lắm. Đợi em xíu, tí này em share cho luôn. Rồi, cái này là màu đen. Ai mà thích ốm ốm á, mọi người mặc cái màu đen này. Màu đen giùm em. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen nha cả nhà, màu đen. Màu đen, màu xanh lá, màu hồng. Xanh lá của Hà Lê. Màu em là màu xanh củ vịt nha các nàng ơi. Héo lộn nha, màu hồng còn có set duy nhất à. Á, màu hồng đẹp ha. Màu hồng còn có set thôi mọi chị ơi. Còn có set hồng à. Hồng còn có set duy nhất. Ai lấy hồng ghi giùm em là hồng. Và màu trắng, trắng quần đen á. Áo trắng quần đen á mọi người. Nó đẹp quá. Màu nào em cũng muốn khuyên mọi người lấy luôn thiệt á. Cái set này nó rất là xịn luôn. Áo 69.000 em còn 3 cái. Ồ còn màu trắng hết luôn hả. Áo 69.000 á. Ai lấy áo 69.000 đầu like em mặc cái quần jean á. Em nãy em tưởng hết rồi, nó còn lọt sót lại 4-5 cái à. Áo 69.000 đầu like em sale mà hình như là 100 cái mới hết rồi đó. Set chung mặc là 125.000. Set 125.000, set chỉ mặc có 125 thôi. Hồng của Quỳnh Bi, set á. Ngố xanh lá, Tuyền Đào chưa có số điện thoại chị ơi, cho em lại số điện thoại. Rồi hết hồng nha. Đưa lại cái màu cho chị đi đừng vội cất. Đưa lại cái màu set. Quỳnh Bi có rồi em ơi, ghi cho em chữ set nha mọi người không lộn á. Ngọc Thủy lên địa chỉ, em còn có mấy set này nữa hết rồi. Ai comment nhanh thì còn hơn, hết hồng luôn nha. Còn một trắng duy nhất này. À, còn hai trắng, hai đen và một xanh lá và xanh củ vịt nữa là hết. Ngọc Thủy lên địa chỉ, má ở set này có 125 thì nó mấy má, rẻ không? Trong khi người ta bán 200 mấy, 300 mấy một set, xịn lắm luôn á. Quần này. Rồi comment giúp em, chị Tuyền Đào là set xanh lá. Ngọc Thủy là set trắng. Màu giúp em nha cả nhà ơi. Màu nha mọi người nhá. Xanh lá của Quỳnh Bi, trắng của Sa Châu. À, set này đẹp ha. Mấy chị comment cho em chữ set nha, không lộn đó. Set. Còn một xanh lá, một xanh cổ vịt. Dung là xanh cổ vịt nha. Màu dung mặc là xanh cổ vịt. Cái này là màu đen. Màu đen và màu trắng nữa là hết. À, set này là đỉnh lắm luôn đó mọi người. Má cầm về nó chất dạ, vải nó dày kinh khủng khiếp luôn. Cái này là màu trắng. Trắng là quần đen. Còn lại nó, những cái set này nó màu giống nhau. Nó màu trắng, đưa lên chị lại màu trắng. Nó đẹp lắm luôn á, bà lấy màu trắng là đúng xuất sắc luôn. Cái quần này về có thể phối được với áo thun khác luôn này. Ví dụ như bà có áo thun màu nó cũng phối vô rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy giùm em nhá, màu giúp em. Màu trắng là quần đen. Màu đen là quần đen. Màu xanh lá là màu quần xanh lá luôn. Và màu xanh của vịt là quần xanh của vịt. Bao nhiêu ký cũng vô được hết, free size. Nè cái quần thần thánh này ai lấy thì chốt lẻ nha. Còn nó ba cái sẽ S thôi. S với M chứ. Quần jean á. Set trắng của chị Thúy Anh Lê Nguyễn. Rồi hết trắng. Xanh chỉ mặc của Tuyền Đào. Của Tuyền Đào lại có màu gì rồi. Đổi xanh lá đi lấy xanh cho mặc. Đây này mấy chị. Cái quần thần thánh này em xả còn có 85.000 thôi. Còn size S với size M nha. Hết size L rồi. S với M 85.000 nãy like trước 6-7 người hỏi luôn á. Mà em không kiếm không có ra. Giờ mấy chị mà hỏi quần á. Lùi đằng sau em xem đấy nè em. Ngố hả? Cái này là set ngố. Nè đứng lên ghế cho em coi này. Đây là set ngố. Ngố đang mặc. Quần ghi cho em là S với M. Nhưng mà nó hết size L nhá. Quần thần thánh. Quần quần tây bét ghi ý mọi người. Quần này xịn lắm. Nè phong quần tây SM nhá, nãy đầu like quá rồi người hỏi luôn. Cái này là dạng quần bét ghi đen M chị Thúy Anh Lê Nguyễn. S với M nha, không có L đâu nha mấy nàng. S với M không có L đâu. Ai lấy đen ghi cho em là đen S với M, đen M chị Huế La. Bộ đang mặc sale 125.000.
Tụi nó mặc đẹp ha mấy chị ha. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Quần đen size S với size M 85 củ. Ai lấy quần nữa ghi giùm em là quần S với M nha mọi người nhá. Quần le tuyết là M. Cái đồng này đẹp dữ vậy trời. Ừ mấy chị, ai đang ở trong nhà tắm thôi đúng không? Vừa nha chị, vừa 53 kg vừa. Như thế này luôn, nó rất là nặng luôn đó mọi người, nặng lắm luôn á. Cái này đằng sau là có dây kéo nha, hàng này là hàng chuẩn xịt luôn đó, mà em để mọi người xem cho mọi người. 115.000 cái này á, là thật sự ra là hàng này đáng lẽ em bán cho mọi người là 150.000, nhưng mà khi hàng về á, mấy bé nó không có biết á, nó tưởng cái mẫu lộn với cái đầm 2 giây á, trời ơi, nó bỏ chất ở dưới hàng sale luôn. Thành thử ra là hàng này về rất là lâu luôn rồi, mà giờ lỡ qua mẫu rồi thì em sale 115.000 bằng giá lấy vô của em luôn nhá. Đó, dưới giá lấy vô 10.000 chứ không phải em lấy 125.000. Cái này là hàng chuẩn luôn mọi người, đậm mai phun mùi. Cái này là bầu hay sao cũng mặc được nè. Hàng xịn nó có dây kéo đằng sau nha mọi người nhá. Em cắt cái miếng này chị đi. Rồi em sẽ cắt cái mạc đằng sau nó ngứa. Đây, nói chung là cái đồng này là đáng lẽ em không bán giá 115.000 cho mấy chị đâu, nhưng mà em nói trước là mấy bé nó không có biết, mấy bé nó chất vô hàng sale thì thử ra nó qua mẫu luôn rồi, cho nên em sẽ để cho mọi người với giá là 115.000, không có bút ngược em ơi. Rồi em xíu cho coi màu, màu đẹp lắm luôn á. Riêng cái đồng này mọi người không mua là mọi người hối hận á, tại vì lỡ qua mẫu lâu rồi, người ta bán nhiều lắm rồi á mà em không có biết, tại vì hôm bữa giờ em không có hỏi tới nè. Nó may này mấy chị, nhìn cái đường may của nó này, xịn sò không? Đằng sau này là dây kéo, xịn không mọi người? Đó, em mặc màu trắng để chứng nhận cho mọi người là cái đầm này rất là dày, không hề mỏng nhá. Đó, đây, ống tay này, vải này là chuẩn Quảng Châu luôn. Ba, mấy màu em? À ôi, màu xanh này. Màu xanh, màu trắng và màu hồng. Ba màu và hàng này đưa chị một cái cục đây. Em nói thật, màu trắng. Rồi giờ em cho mấy chị coi cái đầm này nó rất là dày luôn. Em mặc màu trắng là để chứng minh cho mấy chị là cái đầm này nó không hề mỏng mà nó rất là dày luôn. Cái này mấy chị mua lên trên Facebook nhiều người bán, có những người bán 180 là hàng Việt Nam xuất khẩu. Hàng Việt Nam xuất khẩu là tầm 200 mấy, còn hàng mà nhái lên hàng xưởng cũng là 180 rồi, còn hàng mà hàng chuẩn Quảng Châu á, thì nó tầm khoảng chừng 300 mấy rồi lên đây. Rất là xịn luôn, nó dày kinh khủng luôn á. Là tuyền đào 2 set ngố hả chị? Là một set em mặc với một set xanh lá hả? Chứ không phải là xả xanh lá ra hả? Lấy thêm set xanh lá à? Nếu mà lấy thêm set xanh lá thì ghi cho em là thêm một set ngố xanh lá nha. Mà đầm này em bán cho mọi người trên like có 115.000 thôi. Rẻ không? Quá rẻ luôn. Không có giải gì mà không lấy cái đầm này luôn mọi người. Nhìn cái màu hồng này, hàng xịt nha, đằng sau nó có dây kéo nha. Trời ơi mọi người, nhìn cái màu hồng của em này. 115.000 là em sale lỗ cho mọi người luôn, lỗ lắm luôn á, thiệt các mọi người. Nè, cái này là màu xanh, mọi người thấy nặng không? Nó rất là nặng luôn. Cái này là màu xanh giùm em, màu em mặc là màu trắng. Màu xanh, màu trắng với lại là màu hồng, ba màu chuẩn hàng xịn luôn nha mọi người nha. Đó, ai lấy ghi giùm em nha. Xanh của Ánh Tuyết, xanh của Phương Hí, vải nhập của Trung Quốc thì chả là hàng Quảng Châu. Mày đang nói ngu á, thiệt á, mày đừng có nói nữa, người ta cười cho đó. Thiệt á, con Thanh Thanh, thiệt á mọi người. Mà nó nói tào lao lắm luôn á, nè, nó nói chuyện mắc cười lắm. Vải nhập của Trung Quốc là hàng Quảng Châu. Ôi trời ơi, trên cả cái đất nước Việt Nam này ai cũng biết có một mình
mày vô mới biết đó. Rồi mới biết là hàng Trung Quốc, là hàng Quảng Châu, vô mày mới biết đó. Mày nói tao mới biết đó. Tao không biết luôn. May chưa? Cảm ơn nha. U lại thánh thần rồi, cảm ơn em. Giờ chị mới biết là hàng Trung Quốc là hàng Quảng Châu á. Xanh với trắng như lô na trần. Tuyền Đào bỏ thêm cái set này nữa nè em ơi. Nãy chị tưởng xả ra hồng với xanh của Lan Nguyễn. Kiểu may á, may mày nói á. Rồi may mọi người thấy không? May nó nói mọi người mới biết là hàng Trung Quốc là hàng Quảng Châu á. Bù má bữa giờ tao tưởng Trung Quốc là Đài Loan đó mày. Thiệt. À hình như Thái. May mày nói tao mới biết á. May ghê luôn á. Amen. Nguyên Thảo là xanh. Nó lạnh luôn á. Nhiều nó nói em mới biết là gì ta? Trung Quốc là Trung Quốc là Quảng Châu á. Nhiều nó nói mới biết. Hồng của bé Tư. Mọi người phải cảm ơn nó nha. Phải cảm ơn nó, nhắn tin cảm ơn đi. Đúng rồi, tao bán lỗ không á. Tao có bán lời đâu. Em đi hết rồi, chị Thúy Anh, Lê Nguyễn ơi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, màu xanh. Màu xanh, màu trắng với lại màu hồng. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, xanh trắng với hồng. Nhà tao có tiền, tao muốn bán như thế nào. Bán tao bán lỗ hay là bán lời như kẻ cha tao. Ừ, giống như chụp chùi đít ạ, mọi người thấy không? Ừ, kẻ cha người ta. Mình muốn luôn à. Mắt chị nhẹ nhỏ nhỏ không, ba mẹ tự mình. Mình đánh lộn ở trên live luôn, chết chết. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Em về đêm sẽ hiền dịu lại. Chứ em mà chửi một hồi mẹ chồng em ra chửi mấy chị á, hay chọc tức em quá làm em điêu á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Em sẽ không chửi đâu. Nhưng mà em rất là cảm ơn Thanh Thanh gì đó đã nói cho em biết là Trung Quốc là Quảng Châu. Bữa giờ em trường Trung Quốc là Thái Lan không á. Thiệt. Sabadika. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu, cái màu xanh nó rất là, nói chung là màu nào nó cũng rất là nặng tay luôn. Còn không mấy chị ơi, nè em mặc cho mấy chị màu trắng là để chứng nhận rằng là cái đầm này nó không hề mỏng mà nó rất rất là dày luôn. Chửi mà nghe nhẹ nhàng quá ha. Rồi ai lấy ghi giùm em nha, comment giúp em là màu. Ai lấy ghi giùm em nhá. Đằng sau này nó có dây kéo, đằng sau này nó có bao chun luôn. Thành sự ra mà cái đầm này với mấy chị mặc lên mà ví dụ như mà mấy chị có bầu á, mà ở phía vòng ngực mình nó hơi bự một tí xíu thì nó vẫn co giãn, tại vì nhờ cái đằng sau này bao chun này đó. Nên là những cái chị nào mà vòng ngực mà có bầu á, nó cũng rất là co giãn. Nhưng mà nó thấy mà còn vòng ngực đẹp không, nó làm rất là đẹp luôn. Rồi màu trắng, màu hồng với lại màu xanh nhá, ba màu đẹp lắm luôn á. Ai lấy ghi giùm em nhá, màu giúp em nha mọi người, còn không? Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Nó xinh xỉu luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em là màu, ba màu trắng, hồng, xanh ha. Comment giúp em là màu. Rồi set 2 giây giùm em 85.000. Ghi cho em là set 2 giây. Em nhẹ nhàng không mọi người? Thấy dạo này em nhẹ nhàng không? Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, 85.000. Màu hồng. Mặc ok thoải mái. Nói chung là đầm này từ 40 cho tới 60, 65, 70 kg cũng mặc vừa. Tại vì nó là form baby doll. Em mặc màu trắng là để cho mấy chị biết rằng là cái đầm này nó không hề mỏng luôn. Đó, chứ không để mặc màu xanh là mấy chị chốt hết luôn rồi. Màu xanh với màu hồng mặc lên rất cực kỳ tôn da luôn. Còn màu trắng thì mấy chị biết là cái màu trắng nó rất là sang luôn. Đầm này em không may màu đen. Tại màu đen nó nhìn nó thường quá ha. Rồi, set giùm em, chị cao 1m58. Comment giúp em nhá, set. Khi nào có đầm thun có mút ngực không? Bữa chị gửi em màu cam mà màu nào nữa vú em. Hết rồi, cái đầm đó thì hết sạch rồi. Rồi ghi cho em là set 2 giây 85.000. Ghi cho em là set 2 giây 85. 2 giây 85.000. Chỉ có cái đầm rút dây đẹp lắm luôn đó. Cái đầm này á mọi người mặc lên nó nhìn nó cưng ha. Mọi người thấy cưng không? Em thấy là bao cưng luôn. Set đó bao nhiêu ký cũng vô được. Set 2 giây của Thi Trần. Rồi hết nha. Rồi đầm rút dây này. Cái đầm này thì em share cho mấy chị. Set 85 còn màu. Còn set Mickey nha Huyền Anh. Đây này mọi người. Cái đầm này là rất là xịt bên em luôn. Cái đầm này là em chưa bao giờ sale cho mọi người luôn á. Nhưng mà nay sale mọi người 115.000 luôn. Đó, còn có 6 cái à. Màu cam, màu hồng. Cái này thì sale 115 là mấy chị biết em sale xuống hôm bữa
nữa so với giá hôm bữa là hình như là 20-25 nghìn đó. Nè, cái này là màu hồng, cái này đẹp nè Oanh ơi, phải y chang cái em nhận luôn á. Rồi cái này ghi cho em là màu đen. Màu đen nha mọi người nhá. Màu đen, cái này đẹp lắm luôn á. Rút ngực á mọi người. Màu đen. Màu xanh nhờ. Ủa coi từ từ đi em. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh lá. Màu xanh lá. Xét dập đi hết rồi em ơi, có một set đó à. Rồi màu xanh rêu. Ghi cho em là xanh rêu mọi người. Ngồi coi từ từ đi mọi người, đừng có hối mọi người. Đừng có hối. Hối em không có lên được mẫu nào đâu. Em like từ từ chứ like theo ý mọi người không có like được. Rồi cái này ghi cho em là màu nha mọi người nhá. Cái này là màu C85 là set đó đó. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh nhờ. Xanh rêu nha mọi người nhá. Xanh rêu. Màu xanh lá. Rồi cái này là màu đen. Màu đen. Đen của Len Heo. Cái đầm này đẹp lắm. Em không có review cái đầm này nhiều đâu mọi người ơi. Cái đầm này em bán không có xuống giá luôn á. Mà nay em xem mọi người luôn. Tại còn có mấy đầm mà. Đó. Màu này ghi cho em là màu cam nha mọi người nhá. Màu cam. Màu hồng, màu đen. Cái này đẹp lắm luôn á. Đầm này là rút dây đằng trước. Nhưng mà form của nó là dạng form dài. Nên là lên cái form á, người mình nó rất là dài. Nhìn nó dài mà nó mảnh lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu giúp em này. Cái này là màu gì ta? Màu xanh bơ á mọi người. Màu xanh bơ á. Đen của Trâm Tây. Cái đầm này nó rất là xịn sò luôn. Xịn lắm luôn mọi người. Cái vải này. Nó là vải thun gì ta? Em hay nói là quên. Ai thì biết là thun mát. À thun lạnh. Thun lạnh. Đây nha mọi người, nó kêu là thun mát. Mới ra bộ ngọc trai Hà Nội em trả hàng rồi. Mới ra bộ ngọc trai bà Hà Nội mà em trả hàng. Trả đi mọi người, cứ ok cho nó rồi trả hàng. Nhớ chịu tiền ship chết mẹ nó đi. Làm ăn ngồi giả mạo. Bán tào lao. Cái này mặc vải như không mặc, mặc đã lắm. Nói chung là cái vải này nó đẹp lắm mọi người. Em đang muốn lên cái set mà nó không có vải này nữa hết rồi. Tại vải này vải Quảng Châu á, nhập nó khó mọi người. Em muốn lên set bổ cái mẫu này nữa mà nó không có còn vải nữa hết rồi đó. Vừa em ra nhiều loại lắm mà hết rồi. Ra cả mút ngực luôn rồi đó. Hồng của Long Nhi. Em xem còn có 115.000 nè. Đẹp lắm. Cái này là màu đen nhá. Màu đen. Vải đẹp lắm. Rồi cái này ghi cho em là màu hồng. Đi đi đinh lên địa chỉ. Cái này là màu cam nhá. Màu giúp chung nha cả nhà ơi. Ai lấy màu ghi giùm em là màu. Rồi set ngủ 85. Set ngủ em xe 85. Long Nhi là đập baby doll á. Long Nhi là đờ lấy đầm á chứ không phải lấy set đâu. Rồi đầm thì ghi đầm chứ em. Đang bán hai cái mẫu giống nhau mà. Lấy đầm chị mặc á. Hôm vừa em trúng cái đầm không đồng với cái mặc áo thun. Trời ơi, 55.000 sao đi hàng em. Chị nói rồi, hàng của chị là phải trên 80.000 chị mới đi đơn được. Em chọn rồi, em được đồ tặng mà em mua có cái mẫu có 55.000 sao chị đi hàng. Cam rút của Nini Ding. Rồi cái này ghi cho em là set ngủ Quảng Châu 85.000. Set ngủ Tiểu Thư á 140 sao còn 85 nha. Có set à. Set ngủ 85.000 Quảng Châu. Ghi cho em là set ngủ Quảng Châu 85.000. Váy vừa xong em sale còn có Long Nhi ở Bưng Ké. Qua nhà chị lấy nhà đừng qua shop. Chị về nhà rồi. Váy vừa xong em sale có 115 chị ơi. Rồi cái này ghi cho em là set. Nãy chị like đầu like bao nhiêu ta sale 79 hả. Set hồng 2 dây sale 79.000. À bao lỗ lúc nãy. Sao? Đừng rồi chị là sao? Rồi ghi giùm em nha. Ghi cho em là set hồng 2 dây. Không có hiểu. Yến ghi gì không hiểu. Set 2 dây 79.000 set dài luôn á. Mà sale 79.000 luôn. 2 dây 79k. Em biết là cà phê Bi ở dưới cầu 6 không? Hẻm sát bên luôn. Hẻm sát cà phê Bi chạy thẳng vô nhà nào nhà ba lầu á. Cổng màu vàng á. Cổng màu vàng với cổng màu đen. Nói chung là chạy vô nhà nào ba lầu bên tay phải ấy, em ơi. Giờ chị như vậy chị không biết mấy mét để chị em luôn á. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Ghi cho em là set 69k. Đó set này đẹp lắm luôn á. 135 mà sao còn 69 này. Ghi cho em là set nu 69k. Ghi cho em là nu 69 nha cả nhà. Ai lấy nu thì ghi cho em là nu 69.
nghìn, ngố 79k mọi người má ơi, ngố này 140 là đó. Xe 79k ghi cho em là ngố. Ngố. Ủa mấy cái giỏ đó mua ở đâu ta? Đâu thấy đâu, bữa giờ không thấy luôn á. Rồi cái này ghi giùm em nha, ngố 79k. Rồi xét loang lại dành nhau này. Xét loang Adidas 99k màu hồng. Xét xanh của Út Anna. Rồi cái này ngố. À lộn, loang chứ, loang 99k. Ghi cho em là loang 99k. Loang. Loang 99k. Áo khoác màu đen 69k. Má ơi, áo khoác này đẹp lắm này mấy chị. Kenzo. Áo khoác 69k. Ghi cho em là khoác 69. Má cái đầm đẹp ghê. Khoác 69.000. Khoác 69k. Cái xếp ngũ nó đẹp lắm luôn á. Lấy là tiếc ạ. Rồi nè, 69k có màu đỏ nữa nè. Má cái áo khoác này là tất cả đều vải hai lớp với mấy chị. Theo nè. Ghi cho em là áo khoác màu đỏ đô Kenzo. Ghi cho em là đỏ Kenzo. Nè, áo khoác hai lớp nè mấy chị. Có cái nào một lớp đâu. Cái nón nó cũng làm hai lớp luôn nè. Khoác đỏ của Thi Trần. Nè cái đầm này là trên phòng em có tới 3 màu rồi đó. Đầm này em ghiền lắm luôn đó mọi người. Ghi cho em là đầm 100.000 luôn, 160 á, sale 100.000. Khoác em hết rồi, còn cái màu đen thôi. Rồi ghi cho em nha, đầm hồng. Đầm hồng sale cho mấy chị 100.000. Áo 50. Áo ơi, áo này 130 lận á. Mặt xanh 130 hết á. 50. Ghi cho em là áo 50. Áo này giả quang nha mọi người nhá, 50.000. Ghi cho em là áo 50. Áo 50.000 giùm em. Ghi cho em là áo 50.000. Đầm 65. Đầm hồng của bé Xì Trung. Cái này đầm trắng, cái này vải siêu xịt luôn nha mấy bạn. Ê cái này nó bị lỗi. Ghi cho em là ghi là lỗi dây. Áo khoác em còn mỗi màu đen thôi. Áo khoác tôi chỉ cái màu đen đi em. Rồi ghi cho em nhá, ngủ 79 đúng rồi em, ngủ là 79 đó. Rồi áo này 50, áo này về gài nút giùm em. Áo 50.000, áo đen 50. Ai đeo áo đen về gài nút giùm em nha. Áo đen 50. Này áo khoác em còn có cái à, hết rồi. Áo khoác em còn cái màu đen à. Xe cho mấy chị có 69k. Áo khoác đen 69k. Các đầm xinh đó. Ngố nó đẹp lắm, ngố nó vải dày lắm luôn á. Ai mua ngố của em được biết nha. Rồi xét ngủ 75.000. Má hôm bữa đã sale lỗ 95 rồi. 75.000 ghi cho em là xét ngủ cam. À, hồng. Hồng sữa. Đỏ đô 75 nha. Xét ngủ này là hàng cao cấp. Thun này là thun xịt nha mọi người nha. Ghi cho em là xét ngủ. Cái này là màu đỏ đô này. Màu cam. Với màu xanh min. Cái màu đen đủ màu là hết luôn á. Ghi cho em là xếp ngủ. Xếp ngủ 75. Thì long. Ngủ 79 của Thảo Khởi. Ngủ áo trắng với là quần đen á. Chưa có người chốt. Lấy đâu ra hết. Hồng sữa của Sa Châu. Rồi hết hồng sữa. Rồi cái này là màu xanh min. Màu xanh min. Màu xanh min giùm em nhá, màu xanh min. Má set này đẹp lắm luôn á. Mọi nhìn cái set vải đẹp không? Vải ngất ngây chưa? Á ôi, mặc lên cái set này ở nhà chắc cưng chết luôn. Cái này là màu xanh min. Màu đỏ đô. Đỏ đô 75.000 thôi đó. Đỏ đô nha mọi người nhá. Á ôi nó cưng. Cái quần này, nhìn cái phong quần thôi mọi người. Rồi cái này là đỏ đô. Này là cam. Comment giúp em là màu nhá, màu. Rồi qua mẫu. Cái set ngủ nó đẹp mà nhìn sao may lấy trời. Cái set mà tưởng tượng nó đẹp kinh khủng luôn á. Rồi body. Body 75, cái này hàng Quảng Châu nha. Body 75. Body rút đó mọi người. Cái này nó không hở ngực đâu nha. Mọi người mặc lên như thế này. Body rút 75. Body rút 75.
50, sale còn 85 luôn. Đầm sơ mi 85 rồi, bán cái đầm này mọi người. Đầm sơ mi 85.000. Này ai mua 150.000 rồi là biết chết vải nha. 85. Ghi cho em là đầm sơ mi. Rồi set. Chấm bài đi cả nhà. Chấm bài giúp em nào. Đây ghi cho em là set ngũ hồng. Set ngũ hồng cao cấp. Ghi cho em là set ngũ hồng xe cho mấy chị 85 luôn. À, ngũ hồng xe 85. Ngũ hồng 85. Rồi đầm. Đầm 70.000, đầm hai thiết kế luôn á. Đầm nhung. Ghi cho em là đầm nhung, đầm sơ mi của Trúc Huyền. Rồi cái này ghi cho em là đầm nhung. Body 2 dây xe 65.000. Đầm trắng nó còn đấy em ơi, xét ngủ xanh bên của Trúc Huyền luôn. Cái đầm sơ mi ấy, mọi chị thấy ở bên hàng số lượng. Rồi cái này ghi cho em có màu xanh, màu trắng. Ngũ của chuyên đất nền. Body 65. Cái này comment liền cho em này. Set gấm 95.000. Set gấm giùm em nha. Má ơi gấm này là siêu mắc luôn đó. 185 lận. Sale còn 95.000, ghi cho em là set gấm cao cấp 95. Gấm cao cấp 95.000. Cầu vòng còn một set duy nhất này. Cầu vòng này nó lòi ra hết sạch rồi. Cầu vòng sale 85. Ghi cho em là mã cầu vòng. Cầu vòng 85. Ghi cho em là cầu vòng nha. Á là set cầu vòng này mọi người. Xỉn chưa. Cầu vòng 85.000. Đầm trắng cho Vân Bích nè. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Cầu vòng 85.000 má ơi. Cái cầu vòng này 145.000 lận. Cầu vòng 85. Ghi cho em là set cầu vòng. Cái này cầu vòng bao nhiêu kỳ cũng vô hết á. Cầu vòng giúp em. Vừa mua cầu vòng 135 đúng rồi. Giờ sale mà. Nguyễn Thùy cầu vòng. Nguyễn Thị Ngọc lên địa chỉ. Cầu vòng của voi con. Lên địa chỉ giùm em nha. Đầm chị mặc có 3 màu. 115.000. Màu xanh, màu hồng với lại là màu trắng. Đầm dung mặt á, xanh hồng trắng. À, đầm dung mặt thì khỏi nói đi mấy chị em xe lộ. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi cái đầm sơ mi lúc nãy em còn cái màu xanh này. Cái đầm sơ mi này 150 lận đó mọi người. Đó. Đầm sơ mi này rất là xịn luôn. Cái đầm sơ mi này là hôm bữa em có thanh lý cho mấy chị á. Khác gì luôn á. Thanh lý 250. Rồi đầm 85.000 màu xanh với màu trắng đâu chỉ có màu trắng. Xanh với trắng của em nha. Xanh với trắng. Xét ngủ nơ còn em lấy màu gì. Này đầm sơ mi. Đầm sơ mi kèm màu. À, cái đầm sơ mi này đẹp lắm mọi người. Góng tay này. Nguyễn Thị Ngọc là cầu vòng. Rồi ai lấy ghi cho em là đầm xanh với đầm trắng 85 củ. Xanh với trắng 85.000. Rồi set 2 dây này. Thi Trần đâu rồi. Set 2 dây còn set màu đen này bé. Hết rồi. Cái này lâu lâu lòi ra có set à. 2 dây dập ly. Ai cũng dành cái set 2 dây này. 2 dây dập ly dùng dung nhá, 85.000. Còn có set à. 2 dây dập ly 85. Ghi cho em là 2 dây. 2 dây dập ly 85. 2 dây dập ly. Set dập ly của Thi Trần. Kiều Tiên lên số điện thoại địa chỉ em ơi. Lên số điện thoại địa chỉ. Trời má ơi. Cái này set thể thao dài nha, hàng mắc á, hàng 160 á, mà sale còn có 100.000. Set thể thao 100. Nó set này đẹp lắm luôn đó mọi người. Set thể thao dài. Bà Sa Châu lấy cái set này nè. À set này đẹp muốn chết luôn, nó vừa số ký luôn nè. 60-65 ký thoải mái rồi xuống. Set thể thao 100.000.
Đồng cao cấp 85. Đồng cao cấp, cái đó là comment set thể thao nhé. Đồng cao cấp màu xanh với màu vàng 85.000. À, đồng này em nhớ bán 140.000 mà dành nhau. Ghi cho em là đồng nhá, thể thao của Thảo Khởi. Này, comment giúp em nhá. Đồng trắng với đồng vàng với đồng xanh xe 85 luôn á. Set ngố 79 này. Rồi sao bà Sa Châu nãy giờ không canh được mấy cái set ngố này này. Đẹp muốn chết luôn, mong canh lấy. Set ngố giùm em 79k. Đồng xanh 85 của chị Nguyễn Thủy với lại là Thúy Anh Lê Nguyễn. Đồng xanh 85. Thế hả? Vậy Thúy Anh Lê Nguyễn trước á. Rồi ai lấy giùm em ngố 79k. Set ngủ Quảng Châu, cái này đẹp lắm. Đầm xanh hết, trời mấy chị ơi. Đầm đó còn vàng à, hết vàng luôn. Set ngủ nơ màu cam với màu đỏ đô Kiều Tiên. Rồi cái này ghi cho em là set đen 85. Set đen baby doll đó 85. Thúy Thúy lấy cái gì vậy? Set ngủ của Thúy Thúy 85. Nguyễn Thủy lấy vàng. Cái đầm xanh lúc nãy lấy vàng á. Nguyễn Thủy là lấy cái vàng này. Em xếp 2 dây cho bà ấy này. Thôi ta. Bà Sa Châu này. Bà Sa Châu xếp đen là xếp này này nè. Sa Châu bấm ra trước đi không phải lộn này. Đó, bấm xếp này. Sa Châu 85.000. Sa Châu có xếp đen 2 dây á. Áo baby doll, cái này sale thì comment lẻ mấy chị ơi, mỗi mẫu có cái à. Áo baby doll. Áo baby doll 50, áo ở hàng Quảng Châu á. Áo baby doll 50. Đó đó, hai màu đó luôn đó. LV trắng, LV này hàng mắc nha mọi người nhá. LV này là hàng mắc á. LV này hàng sốt, sale mọi người 115. LV này hàng mắc nha mọi người nhá. Cái form nó biết khá cạnh luôn này. Màu hồng với lại là màu trắng. Cái LV này là LV hàng mắc nha mọi người. Áo 50. Mon Phạm nhớ cho thêm một sản phẩm nha nè. Cái LV này LV mắc đó mọi người. LV 115.000. LV Quảng Châu á 115 sale luôn. LV hồng Nguyễn Thủy. Nguyễn Thủy đi cọc luôn giùm em đi. Nguyễn Thủy nhiều quá rồi. Cọc dưới số tài khoản giùm em đi. Ngừng ở LV hồng thôi nha. Hồng đen trắng, màu hồng đẹp quá. Này mọi người nhìn cái LV này. Cái này là quần tới hai đai bự như thế này luôn, mấy chị thấy không? LV hồng của Lê Anh Dung Sa Châu. Cái này hàng Quảng Châu á, Mi Baby hồng. Ba set là bút set nữa. Được. Hồng trắng. Hồng trắng đen. Cái hàng xịn nha mọi người ơi. Xịn không? Á ôi không xịn không lấy tiền luôn á. Hồng của chị Lona Trần. Hết hả? Rồi chị Lona Trần hết. Còn trắng với lại đen thôi 115.000. Cái màu trắng này mọi người, ai mà mặc kỹ được mọi người, lấy màu trắng đẹp lắm luôn đó. Trời, mọi người nhìn cái kỹ cái màu trắng. Trắng. Em còn trắng nha mọi người nhé. Ôi set này còn này mấy chị. Má ơi set này nãy dành nhau quá trời luôn. Không có. Set màu hồng 89k. Ghi là set hồng. Ghi cho em là kèm giá tiền nha. Hồng 89. Xanh với đen. Hồng xanh với đen. Mỗi màu có set. Hồng xanh với đen. LV 65kg đổ xuống mặt đẹp. Cái này cũng 65kg đổ xuống luôn. Hồng xanh với đen. Ghi cho em là mã 89. Ghi lại mã đi mấy chị ơi. Ghi hồng em không biết cái gì luôn á. Mã 89.000 kèm màu. Đẩy cho em cái mã lên đi mọi người ơi. 89.000 kèm màu. Này là màu đen.